Rồi, chào tất cả các bác cơ khí trên toàn quốc. Cơ khí trên tool này giới thiệu cho các bác một cái sản phẩm, đó là con V16. V16 thì các bác biết rồi, con này là con thoi dài nhá. V16 này hạt chuyên thép. Đấy, có ba dòng này thì em xin giới thiệu là combo này 50 viên. Còn rất nhiều chip nhé. Đây thì 50 viên này thì V16 R04 này có cả 08 thô, tinh, thô. Đó. Con này thì chạy thép tinh các thứ rất là ok, kẽ sâu. Các bác có cán rồi thì mua với cái giá là 400.000 50 chip. Đó. Anh em lấy nhiều thì sẽ được cái giá tốt hơn. Đó, 400.000 anh em lấy thì em có thể bao ship cho anh em nhé. Rất là rẻ, hàng Kyocera Japan 100%, công ty. Đó. Các bạn cứ nhìn mấy con sơn tím tím này là rất là nhiều công ty nhập nó về. Đó. Thì anh em hàng này bao đẹp cho anh em. Đó. Mỏ me này vẫn còn ok, hàng thân dụng rất là tuyệt vời nhé. Giá thì chỉ có 8k đổ lại thôi, 8k mà bao ship nữa rồi còn hơn 7k đấy, 7k thôi. Thì anh em mua thì em sẽ ship tận nhà, anh em kiểm tra thoải mái. Còn V16 này chạy rất là phổ thông rồi, anh em có cán thì lấy cán, không có cán thì lấy thêm cán. Hàng em thì rất là nhiều cán thì tầm 150-200 đổ lại được cán, mua 200-300 chip sẽ được tặng cán. Thì các bác quay hay có nhu cầu thì liên hệ em con V16 VCMT VLMG 160404, hàng Kyocera Japan 100% Japan nhé. Đó. Hôm nào anh em nào lấy mà còn hộp thì gửi hộp, còn không còn hộp thì em không có gửi hộp nhé. Đó. Thì anh em quan tâm thì liên hệ số điện thoại 0989821011, địa chỉ phòng xoay phòng 11 Biên Hòa Đồng Nai, chuyên tool 1, chuyên tool 2 là số 10 An Định, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương. Được. Các bạn quan tâm thì liên hệ Zalo 0989821011 để đặt hàng. Rồi, anh em xem được qua và chia sẻ, đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Xin chào.